Xin chào các anh chị đang theo dõi video giới thiệu sản phẩm của xưởng tự gỗ Nguyễn Hồng ạ. Hôm nay thì em xin giới thiệu với các anh chị một tác phẩm, đó là cụ Di Lặc kéo bao tiền đục tam phúc ạ. Ngồi trên một núi tiền vàng, bên cạnh đây là một chung tiền vàng. Tác phẩm này thì được chế tạo từ gỗ nung kháo vàng ống ả luôn. Đây, các anh chị xem vân chun sụn này và hoa nụ cực đẹp luôn ạ. Các chú tiểu đồng rất là tinh nghịch. Đây, ngồi trên một núi tiền vàng, bên cạnh đây là một chum tiền vàng, đằng sau cổ có một chút lũa phía đằng sau đây ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Xin được đo kích thước của sản phẩm. Tác phẩm cao là 50, ngang 68 và chiều sâu là 40 ạ. Tác phẩm cụ Di Lặc tam phúc chế tác bằng gỗ nung kháo với chiều cao 50, chiều ngang 68 và chiều sâu là 40. Hôm nay em sẽ quay lại gần cho anh chị thấy cái vẻ đẹp của tác phẩm, một tác phẩm hàng đục kỹ cũng như là một cái thỏi vàng 4x9 đẹp lộng lẫy và lung linh với thần thái hoang vĩ rạng rỡ tuyệt vời. Cái thần thái bên em lúc nào là và chuẩn mực rồi. Cái thần thái là quan trọng, người ta có câu là thần thái là quan trọng là thần thái đúng rồi. Em nghĩ mãi mới ra là quan trọng là thần thái rồi. Đây cái vân nu anh chị thấy không, cái vân nu bao kín người của cụ, một cụ chi nào của chế tác bằng gỗ nu kháo như này. Vân đây là cái hoa nu chất gỗ nu kháo rất tuyệt vời, chị thấy không? Tác phẩm còn khá chi là lặng, cái chất gỗ nu kháo rất chắc và rắn. Và để sở hữu sản phẩm anh chị hãy liên hệ với Sưởng Gỗ Sơn Hồng, số điện thoại 0987 336 318. Ngay khi anh chị xem video này, hay anh em muốn hỏi thêm về chi tiết về sản phẩm, hãy điện ngay trực tiếp cho em nhé, 0987 336 318, để sở hữu một tác phẩm đẹp hàng kỹ của Sưởng Gỗ Sơn Hồng với giá gốc, giá tại xưởng luôn, với dịch vụ và tư vấn và vận chuyển tiết kiệm nhất dành cho anh chị. Giá thì chắc chắn là giá tuyệt vời nhất rồi. Và anh chị nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của em thì nhấn đăng ký để xem những cái video mà em làm ra hàng ngày về những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Sau đây em quay nhanh một vòng cho anh chị thấy tác phẩm. Và cái phần này là anh chị thấy đấy, là tất cả đều vân nu hết, bên đằng sau cũng là con lu và những cái vân chun sụn gỗ đấy. Kia có một chút hồng nhỏ anh chị nhé, có một chút cái hồng nhỏ ở đây thôi, nhưng mà em đảm bảo là cái phần hồng này không ảnh hưởng đến tác phẩm. Thì nó nằm, thứ nhất là nằm phía đằng sau, và đây là cái hốc rất tự nhiên. Những cái phần bị cái phần gỗ yếu đấy, cái phần gỗ mà không tốt thì nó đã bị hư hoai hết rồi. Cái phần hộp nó lõm vào một chút thôi thì ngoài đến nó đến cái phần gỗ rất chi là chắc rắn rồi, và anh chị đảm bảo yên tâm, nó là chất gỗ lu thì nó rất rắn và nó tốt rồi, không có sợ bị hư hao gì về sau này. Cái này em đã đảm bảo với chị. Ở đây là một tác phẩm từ gỗ nu kháo bằng áo ngã tuyệt vời. Anh chị mà nào hữu duyên mà rước cụ về để cho đặt trong ngôi nhà của mình, bày trí trong ngôi nhà của mình, những nơi tôn nghiêm trang trọng, làm cho ngôi nhà của mình thêm đẹp trang trọng lên rất nhiều. Vâng ạ, em xin chào các anh chị.